Peppa Pig chào đón căn bếp trong mơ, cùng khám phá tủ lạnh với các món bổ dưỡng như trứng, rau củ, bánh và đi kèm với gà trống quay vòng. Ba ngăn rác thải phân loại cho môi trường xanh, kèm máy giặt hiện đại, bất ngờ hơn với máy nướng bánh bí mờ khen. Bánh đã xong, giờ thì chiên trứng thôi. Bánh kem thì sao, có luôn với lò nướng tiện nghi. Đừng quên canh thời gian và đồng hồ cổ điển Peppa nha. Giờ thì uống sữa, nghe nhạc và đợi bánh ra lò thôi. Giảm 30% căn bếp Peppa, tay lái ô tô, hơn 50 chức năng và bàn trang điểm Peppa. Hãy mua ngay.